bạn hôm nay hắn sẽ review tay game mà hắn mua ở lúa chợ ông ba, cửa hàng lúa chợ ông ba ở ở gần trần chợ đường Nguyễn Văn Cừ á, trong hẻm 311 của đường Nguyễn Văn Cừ á. Đây tay nghe mình mua 19 nha, giá 19 nha. Mà sẽ review thử nghe được không? Cái điện thoại mình đã gật mở ra các bạn coi hộp á. Nãy mình đã mở rồi, giờ mình kiểm tra. Đây tay nghe đây. Nãy mình đã mở rồi, mình mới bóng rồi chứ không bị đẹp. Mình đã bóng đẹp. Tay nghe dành cho Apple. Đây nó là để hiệu Apple nha. 19.000. Nghe mà nói em đi lắm. Không, hồi mình sẽ thử nghiệm sao. Thấy cũng im. Không biết xài được bao nhiêu. Mà nghe mình còn cái này 31.000 à. Chục viết nữa, chục viết 12.000. Cái này có 5.000 à. 5.000. Không xài cái 5.000 các bạn. Và đôi dưới nè, cái pin mua lại à. Rồi sẽ tiêu. Có đi cho cái xe. Ui, cho mẹ mình. Mình xin cho tạm biệt các bạn.